Tại một địa điểm ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, rất nhiều người đứng xếp hàng để mua cây giống. Đây là hoạt động chợ cây 1.000 đồng do những người đam mê sống xanh tạo nên. Khi đến nơi, mọi người được thoải mái lựa chọn nhiều cây giống như hương thảo, tường vi, màu gà, bạc hà, thạch thảo, cẩm cù, thi la, và giá chỉ 1.000 đồng, cây. Ngoài ra còn có nhiều hạt giống, phân bón nhà làm. Chợ cây 1.000 đồng diễn ra dịp lễ Quốc Khánh. Sau hơn 10 phút lựa chọn, Huỳnh Thanh Khải, sinh viên trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh đã mua được nhiều loại cây trồng như húng lủi, hương thảo, cúc với giá tổng gần 20.000 đồng. Nếu mình mua số lượng cây giống này ở ngoài cửa hàng thì chắc giá lên đến cả 100.000 đồng, Khải chia sẻ. Theo Khải, khi mua cây ở đây không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn đỡ mất thời gian ươm vì đã được làm sẵn, chỉ cần đem về nhà thay chậu và bỏ thêm đất. Đến với hoạt động chợ cây 1.000 đồng mình còn học được nhiều kinh nghiệm về cách trồng, chăm sóc cây từ các anh chị, Khải nói thêm. Cầm trên tay cây giống tươi xanh, chị Nguyễn Thùy Trang, 31 tuổi, làm viên chức tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, cho hay tranh thủ ngày nghỉ lễ ghé qua chợ cây 1.000 đồng để mua về trang trí nhà cửa. Đa dạng cây xanh tại chợ. Đến đây, mình thấy không khí vui vẻ, được lan tỏa tình yêu thiên nhiên. Với lại, còn được mọi người chào đón, chia sẻ cách trồng cây rất nhiệt tình. Từ đó đã rút ngắn khoảng cách giữa các thế hệ để gặp nhau ở niềm đam mê sống xanh, chị Trang cho hay. Chị Trang còn cho biết, mình ở chung cư nên chỉ có thể tận dụng khoảng ban công nhỏ hẹp để trồng cây, diện tích tuy không lớn nhưng cũng đủ thấy vui khi đi.